Xin chào tất cả các bạn, lại tiếp tục lên 4 cái tay xi nhan cho anh em nha. Đây. Hơi à. Rồi. Đây là cây xi nhan trước các bạn. Cây xi nhan trước thì nó có phân biệt trái phải nha anh em. Đây, có phân biệt trái phải, còn xi nhan sau thì không phân biệt trái phải. Anh em gắn trái phải gì cũng được các bạn. Đây. Đó, xi nhan trước nha nè. Rất là đẹp nha. Cây này là cây bên còi. Chụp xi nhan riêng đẹp, không nứt bể nha. Đó. À, để mình quay kỹ cho anh em coi. Rất là đẹp nha anh em. Anh em lưu ý là coi video bên mình thì nhớ nói bên mình đưa hình ảnh sản phẩm hiện tại nha, chứ nhiều khi anh em coi video mấy năm rồi hỏi cặp đó còn không là chết luôn á. Anh em hỏi cái nào mình sẽ gửi hình cho anh em coi cặp hiện tại và báo giá cho anh em coi. Đó, đẹp chưa, rất là đẹp nha, không bị chạy xước nha. Phía dưới nè, đó, mặt trước nè, không nứt bể nha, không nứt bể. Zin nó có chữ cho băng ở đây nè. Đó. Rất là đẹp. Rồi, cái cặp sau. Cặp sau thì anh em lưu ý là anh em mua bên ngoài á, anh em phải kiểm tra xem là cái chân cu su á nó có zin hay không nha, chứ thông thường anh em rất hẹp hay dễ bị đổi cái cặp cu su á. Cặp cu su tức là cặp cu su zin á, nó bị nứt bể, người ta thay cặp thái vô. Thì anh em cách phân biệt zin thái anh em nhìn kỹ nè. Anh em lấy cái hình của người ta, anh em so với cái đích của mình nè, là biết zin Zalo liền các bạn. Cái chân này nè, nó đều đẹp nè. Đó, nó đều và đẹp. Cái lỗ này anh em thấy nó tròn, ở trong nó có miếng nhôm nè, ở ngoài nó có cu su cái lòi nè. Zin nó không bao giờ giống vậy. Còn cái lỗ bắt ốc nè, bạn thấy thế là nó tròn đều không? Nó tròn, nó sắc đều giống như dao gọt vậy. Còn đồ lô là cái lỗ này là nó có cái bãi dớ nó lòi ra nữa. Rồi cái dạch này nữa nè. Cái dành đây nữa là đồ lô, đồ Thái Lan nó có cái bãi dớ nó lòi ra. Còn đồ zin nè các bạn thấy là nó cắt rất là đẹp nha. Bãi dớ cái dành nhựa, tại vì xung quanh cái cục này là một cái cục nhôm. Rồi nó mới lấy nhựa nó mới đúc lên trên. Thì các bạn thấy là zin nó cắt rất là đẹp. Cắt rất là đẹp ở đây. Còn hàng Thái thì nó cắt không có đẹp. Đồ Việt Nam thì nó còn ớn nữa các bạn. Rồi mình sẽ coi kỹ cái này nha. Đó, chụp đẹp không nứt bể nha. Có chạy xước nhẹ, không nứt bể, da băng nè. Cái phần inox thì có mè, có rổ mè, nhưng mà đẹp, không trầy xước nè. Thông thường á, xe mình hay dựng vô vách tường đó, nó bị trầy cái đầu đây nè. Đó, thì những cái cục bên mình bán chắc chắn là sẽ không bị trầy. Đó. Rất là đẹp nha. Cao su thì không nứt bể nha. Đẹp nè. Đó, anh em coi kỹ cái cặp xi nhan, quan trọng nhất là phần cao su. Và cái cặp cao su này mình có bán lẻ nha anh em nè, nếu mà mua lẻ thì mình có bán lẻ, mình sẽ gửi hình chi tiết từng cây lẻ cho anh em coi. Chụp đẹp nè. Đó, chụp đẹp nè, không nứt bể nè. Chứ sao không chạy trước ha. Cái đầu này thông thường là nó rất dễ bị chạy mà. Bị trầy rồi, khi mà va đập thì nó rất dễ gãy cây xi nhan, hoặc là nó gãy cái chân này nè. Thì chúng ta sẽ tiến hành chúng ta thay mà phải thay cây zin nữa. Khi mà anh em thay cây zin á thì cây xi nhan nó mới thẳng được. Anh em thay cây lô Việt Nam vô là nó quẹo ngẽo các bạn. Thay cây Thái thì được, đó, thay cây Thái thì ok, Thái thì cứng á, Thái với zin thì được. Rồi hai cây Việt Nam là nó mềm xèo, nó cao su à. Ví dụ như Thái với zin nhá, cái phần đây nè là cao su đặc, chỗ đây nó có một cái cục nhôm. Thì đối với hàng Thái với zin nhá thì cái chỗ đây nó sẽ cứng, nó cứng từ đây, nó cứng ra tới đây luôn. Đó, nó cứng giống như là một khối liền kề. Còn đối với cái thằng Việt Nam á thì cái khúc chỗ đây nè nó bằng cao su, nó mềm xèo à. Thì các bạn cầm, các bạn có thể bẻ nó quẹo lên quẹo xuống, cái đoạn này các bạn thì có thể bẻ nó quẹo lên quẹo xuống được. Rồi đoạn này thì nó cứng, nhưng mà cái móc của nó thì nó giống như là cái miếng tôn này các bạn, nó rất là lỏng lẻo, nó giống như là cầu khỉ vậy đó.
đi có độ nhúng nữa. Thì anh em cứ lấy, anh em so sánh mới được nha. Rồi, đây là cặp xi nhan, bốn cây xi nhan cho anh em lên xe 82, 84 custom DD. Thì anh em gắn xe gì cũng được, nó xài chung, nó không phân biệt phân khối hay phân biệt đời gì, cứ xài đèn vuông là xài chung thôi anh em. Rồi, anh em nào có nhu cầu thì liên hệ số điện thoại ở trên màn hình giúp mình. Phương thức mua hàng, những anh em nào ở khu vực Sài Gòn, chúng ta qua trực tiếp bên shop để mua. Ở xa thì chuyển khoản rồi mình ship bưu điện giao tận nhà cho các bạn. Lưu ý là chuyển tiền trước ship hàng sau, không ship code. Cảm ơn tất cả các bạn.